như là thay tâm thay tánh một chút. Người nào ăn chay trường được thì ăn chay trường thì tốt, đó là Đức Thầy khuyên chú Duyên lên đây nói như vậy. Còn người nào không ăn chay trường được, làm việc giống như thợ hồ, bưng bán ở ngoài đường, ăn uống tạp nhạp, thì nên giữ tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục có nghĩa là mình ăn cái con gì, mình đừng có thấy nó chết, mình đừng có thấy nó, rồi người ta bắt nó, người ta làm đồ cho mình ăn. Và đồng thời mình đừng có đi chỉ những cái con còn sống, giống như người ta bán mấy con nó còn nhúc nhích còn sống, mình đừng chỉ là tôi mua con này, bắt nó về để mà ăn, đừng có làm vậy. Thấy chỉ, và đừng có bao giờ mình đi ngang cái mình nghe người ta cắt cổ con gà, con vịt hay đâm đâm thọc quyết heo hay là con bò mà nó kêu ó lên rồi nó chết, khi mình nghe thì mình cũng đừng có ăn cái con đó. Mục đích ăn chay giữ tam tịnh nhục, giữ tâm từ bi, chứ ăn chay không có thành Phật được nha quý vị. Ăn chay để cho nó có sức khỏe và giữ tâm từ bi mà thôi, chứ ăn chay không có thành Phật được. Đó thì gọi là tam tịnh nhục. Nếu mình còn ăn đồ sống, mình nghĩ đồ tươi là ngon, thì mình sẽ tạo rất là nhiều nghiệp. Cái nghiệp là cái gì? Giống như một người ăn con cua, lấy cái dao đâm ngay cái ức của nó chết, thì về lâu về dài cái người nó sớm muộn cũng bị đau tim á. Nó tụ lại những cái âm khí, cái trượt của những cái con mình giết á, sẽ có bệnh đó. Thí dụ như người mua cá lóc, cá chơi đem về nhà đập đầu bịch 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 rồi cái nó dễ dãy nó chết, thì đa số những cái người đó đó sau này sẽ bị bệnh nhức đầu, kinh niên hay là khó ngủ, đó là bệnh vậy. Và thí dụ như mình mua những cái trứng vịt lộn mình về mình luộc, hay là con ốc, mấy con ốc sống mình về mình luộc, hay những con tôm về luộc, thì những người đó khi mà đến một tuổi mới nghiệp nó đổ á, thì trí nhớ sẽ bị mờ mờ, không còn nhớ minh mẫn nữa. Mà nên nhớ trí nhớ là quan trọng nhất trong đời người, nó quan trọng hơn cái tiền trong nhà băng mình có, và quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, là cả bao nhiêu con cái tài sản hay là cuộc sống xa hoa không bằng cái trí tuệ. Tại khi mà mình cận tử nghiệp, mình không còn trí tuệ, thì lúc đó cái thần hồn sẽ dễ gia đọa vào địa ngục lắm. Thì gán giữ cái trí tuệ. Mà nếu mà những người đó hôm nay có duyên nghe chú nói, thì nên lại sám hối thì sẽ hết, và quay đầu lại với Phật, tu tâm dưỡng tánh. Tức là mình ăn những cái con gì mà nó làm sẵn trong cái potion, trong cái đông lạnh. Rồi có những người, người ta bắt bẻ, người ta nói nếu mà những cái người ăn tam tịnh nhục, thì những cái người làm những cái con đó, thì nếu không có người ăn thì làm sao mà có người làm. Nếu mà nói dần lân kiểu đó thì là bỏ tay. Là tự vì những cái người mà những cái nhà máy mà giết heo giết bò ở Mỹ này á, nó bằng máy không à. Thì những cái con vật nó là ai? Những con vật là những nhà đại gia, những nhà tỷ phú, những ông chức quyền lớn. Khi họ lấy của thế gian quá nhiều, thì khi chết họ không có đem của theo để họ tái sanh, họ trả nợ được. Là vì họ phải đầu thai thành con thú để mà cho chúng sanh ăn thịt lại. Đó là một cách trả nợ. Thì cái thế gian này á, cho nên bên Công giáo cũng có phần đúng nha, gọi là vật giữ nhân đó. Có nghĩa là ăn qua ăn lợi thì cuối cùng mình ở luân hồi sanh tử trong lục đạo này tối ngày. Nhưng những người mà lọt ra cái tầm suy nghĩ đó, mà hiểu được chú nói, khi ăn tịnh nhục mình bớt được cái nghiệp đó, mình không có cái nghiệp để mà sát sanh, thì mình có sức khỏe tốt, mình không có bị bệnh ung thư hay bị bệnh gì nó đột xuất. Và đồng thời á, những cái người đại gia mà khi đầu thai thành con bò, con heo để trả nghiệp đó, thì là phần của họ, họ trả nghiệp lẫn nhau. Đó là về luật nhân quả là vậy, chú biết là vậy.